Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, trong lịch trình hai ngày bận rộn tại Việt Nam, các thành viên đội Borussia Dortmund không quên tranh thủ thời gian đi tham quan một số địa điểm ở thủ đô Hà Nội. Ngay lập tức, hình ảnh của các cầu thủ đội bóng này khiến dân mạng và các fan bóng đá không khỏi thích thú, đặc biệt là hình ảnh các cầu thủ check-in tại quán cà phê đường tàu đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Vào rạng sáng ngày 29 tháng 11, câu lạc bộ Borussia Dortmund có mặt tại sân bay Nội Bài Hà Nội. Đội bóng nước Đức được chào đón nồng nhiệt. Để thích nghi với múi giờ, đội nghỉ ngơi hết buổi sáng và bắt đầu hành trình tham quan một số điểm đến tại Hà Nội từ khoảng 13 giờ. Hình ảnh các cầu thủ đi xích lô được đăng tải lên Instagram chính thức của câu lạc bộ, khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Tiếp đó, các cầu thủ tiếp tục di chuyển ra quán cà phê Đường tàu để tham quan thưởng thức cà phê tại điểm check-in nổi tiếng Hà Nội. Đây là một trong những quán cà phê hiếm hoi còn mở phục vụ du khách sau lệnh dẹp quán cà phê Đường tàu từ mùa hè năm nay. Theo lịch trình, đội sẽ tiếp tục giao lưu với sinh viên tại thủ đô trước khi trở về trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để dự cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào khoảng 17 giờ tối nay. Hình ảnh các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund xuất hiện tại các điểm du lịch Hà Nội khiến dân mạng và các fan bóng đá không khỏi thích thú. Người dân hâm mộ hy vọng bên cạnh lịch trình công việc, các thành viên câu lạc bộ sẽ dành nhiều thời gian để khám phá con người, điểm đến và ẩm thực Việt Nam. Nhưng những hình ảnh các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund check-in quán cà phê đường tàu đã gây xôn xao cho người dân Việt Nam. Vào chiều ngày 29 tháng 11 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm dòng trạng thái thể hiện hình ảnh được cho là của các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund Đức đang thưởng thức đặc sản cà phê đường tàu trên địa bàn quận Hoàng Kim, Hà Nội. Những hình ảnh được đăng tải này cho thấy có nhiều người được cho là thành viên câu lạc bộ Dortmund ngồi trên ghế kê trên đường ray tàu hỏa, ngay bên dưới biển báo khu vực nguy hiểm, không tụ tập kê bàn ghế trong lòng và hai bên đường ray. Cách vị trí các cầu thủ chụp ảnh không xa là một quán cà phê. Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm lớn của người dùng mạng xã hội. Vào tối ngày 29 tháng 11, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm cho biết quận đã nắm được thông tin và đang cho cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Như đã đưa tin khu vực phố cà phê đường tàu nói trên từng bị cấm hoạt động kể từ giữa tháng 9 năm 2022 sau phản ánh của ngành đường sắt về tình trạng mất an toàn giao thông tại đây. Cục đường sắt Việt Nam cũng đã nhiều lần có văn bản gửi ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng du khách trong nước và nước ngoài quay phim chụp ảnh tại phố cà phê đường tàu. Phố cà phê đường tàu vốn được nhiều chuyên gia du lịch đại diện của các công ty lữ hành đánh giá là một sản phẩm du lịch sáng tạo độc đáo của Hà Nội. Tại đây các du khách có thể chiêm ngưỡng cũng như thưởng thức những nét cổ kính của Hà Nội, đặc biệt là những du khách thế hệ trung niên cao tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia giao thông cho rằng cần quyết liệt dẹp bỏ để đảm bảo an toàn đường sắt. Vào sáng ngày 30 tháng 11 tại khu vực đường tàu thuộc phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn quán cà phê vi phạm liên quan đến việc để các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund Đức kê bàn ghế chụp ảnh trên ray tàu hỏa. Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải, đơn vị quản lý tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng cũng xác định điểm xảy ra sự việc trên km 0 575 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Ngoài việc rào chắn quán cà phê vi phạm, lực lượng chức năng cũng tiến hành phá dỡ dọn dẹp phần vỉa hè lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Liên quan đến phố cà phê đường tàu, vào đầu năm 2018, khu vực phía Bắc ga Hà Nội xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài tham quan, quay phim, chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua, tiêm ẩn nhiều hiểm nguy. Trước thực trạng này, cục đường sắt Việt Nam đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng, du khách trong nước và ngoài nước quay phim chụp ảnh tại phố cà phê đường tàu. Qua thống kê sau đó, quận Hoàng Kiếm có hơn 30 hộ dân kinh doanh cà phê ngay sát tuyến đường tàu, đi qua các phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam vân vân và tất cả sau đó đều bị cơ quan chức năng đóng cửa. Lãnh đạo phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội cho biết sẽ xử phạt quán cà phê đã để nhiều cầu thủ dortmund ngồi check-in trên đường ray vào chiều ngày 29 tháng 11. Vào ngày 30 tháng 11, ông Phạm Tuấn Long, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hoàng Kiếm cho biết lực lượng chức năng đã xác minh được địa điểm mà các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund ngồi chụp ảnh trên đường ray tàu hỏa. Hiện lực lượng chức năng đã rào chắn nơi các cầu thủ này ngồi uống nước, Quận đã chỉ đạo chính quyền phường Cửa Nam xử lý tình trạng trên, ông Long nói. Nơi các cầu thủ bóng đá Borussia Dortmund chụp ảnh được xác định là đường ray tàu chạy qua phố Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm. Liên quan vụ việc, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Cửa Nam xác nhận có sự việc các cầu thủ Dortmund ngồi ở quán cà phê Toa vào ngày 29 tháng 11. Phường đã xử lý và cấm chủ cơ sở này bán hàng. Trong thời gian tới, phường Cửa Nam sẽ xử phạt quán cà phê này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam thông tin, đại diện công ty cổ phần đường sắt Hà Hải cho hay, điểm xảy ra sự việc trên là tại km 0 575 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Ngay trong đêm 29 tháng 11, lực lượng chức năng đã lập bari rào chắn quán cà phê vi phạm và giải tỏa hành lang an toàn đường sắt, vì đại diện này nói theo ghi nhận, trong sáng ngày 30 tháng 11, các cửa ra vào của quán cà phê vi phạm đã bị lực lượng chức năng rào chắn. Phần gạch lát vỉa hè sử dụng để bán cà phê vi phạm hành lang an toàn đường sắt đang được đập bỏ. Đây là khu vực đang trong thời gian thực hiện lệnh cấm hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm từ tháng 9 năm 2022, sau phản ánh của ngành đường sắt về tình trạng mất an toàn giao thông tại đây. Cục Đường sắt Việt Nam nhiều lần có văn bản gửi Ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng người dân bày bán hàng du khách trong nước và ngoài nước quay phim chụp ảnh tại phố cà phê Đường tàu. Dù hình ảnh các cầu thủ câu lạc bộ Borussia Dortmund thực sự đã thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam. Nhưng đây vẫn là một hành động nguy hiểm cần được xử lý dứt điểm tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin nóng và mới nhất những giờ qua để gửi tới quý vị khán giả hy vọng quý vị sẽ quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo trên kênh youtube báo dân việt